Hello, chào mừng bạn đã quay lại với kênh Long Thịnh Web. Hôm nay Long sẽ hướng dẫn chúng ta tạo các bóp up trong web WordPress như là bóp up về văn bản, bóp up về hình ảnh, hoặc là video, hoặc là form liên hệ. Thì bóp up này được hiển thị khi mà khách truy cập vào website hoặc là mình có thể tích hợp bóp vào những cái nút như là liên hệ đặt hàng hoặc là liên hệ tư vấn. Thì khi khách click vào những nút này thì nó sẽ hiển thị lên một pop up để gọi liên hệ rồi bây giờ mình sẽ vào trang admin Lâm sẽ hướng dẫn chúng ta cài đặt và sử dụng cái pop up này ha để vào trang admin trong WordPress thì từ tên miền chính của mình mình cũng sẽ admin hoặc là sẽ pb admin ha thì cái bút để tạo ấp của mình tên là bóp marker ha Lâm có để cái bút ở đây ha rồi, mình sẽ copy cái plugin này. Mình vào phần plugin ha. Mình chọn cài mới. Chỗ tìm kiếm gói mở rộng mình nhập tên plugin của mình vào ha. Ở đây mình có cái plugin này là Pop Marker, mình chọn vào cài đặt. Rồi, sau khi cài đặt xong thì mình sẽ kích hoạt nó lên ha sau khi cài đặt thành công á thì mình nhìn bên menu bên trái của mình nó có một cái menu tên là bóp marker trong bóp marker á, thì nó sẽ có là phần bóp là những cái bóp mình sẽ tạo ha còn trong cái mục bóp thêm này là những cái mẫu mình có thể tham khảo ha để tạo bóp mình sẽ click vào create bóp ở đây hoặc là create bóp ở đây ha phần bóp Name mình có thể nhập tên bóp Ví dụ như ở đây mình sẽ nhập là Bóp trang chủ ha Cái phần bóp tiếp title này Mình có thể là nhập tiêu đề của bóp mình ha Ví dụ như mình chỉ Tạo một cái bóp về Hình ảnh hoặc video thì mình không cần nhập ha Ở đây mình sẽ nhập test một cái bóp ha Xin chào ha Ở dưới này là cái nội dung bóp mình cần chèn ha Ở dưới này mình có thể chèn văn bản này Hình ảnh Video hoặc là cái form liên hệ của mình ha Rồi ở đây ví dụ mình sẽ chèn một hình ảnh ha Mình vào thêm media mình chọn một cái hình ảnh ha Rồi mình sẽ chèn vào bài viết Hoặc là trong cái nội dung này Mình có thể chèn một cái video Ví dụ như mình vào youtube mình sẽ chèn một cái video ha à, Nếu mình muốn chèn cái video này Mình sẽ bấm vào nút chia sẻ Mình chọn nhúng ha rồi mình sẽ copy cái mã nhúng này. Sao chép ha. Rồi mình quay lại trang admin của mình, mình vào cái tab là văn bản ha. Mình dán cái mã nhúng mình vào đây ha. Mình sẽ quay lại cái tab trực quan. Thì ở đây mình sẽ chèn được một cái video YouTube của mình, hoặc là mình sẽ chèn một cái form liên hệ. Để chèn một cái form vào box up á thì mình sẽ vào cái mục là form liên hệ mình mở một tab mới lên ha. ở trong này mình sẽ có rất là nhiều form ha. mình sẽ chọn một form để mình tích hợp vào cái mục bóp của mình. ở đây long sẽ chọn cái form liên hệ một để tích hợp ha. mình sẽ copy cái sụt code của cái form liên hệ một này. ở phần bóp này mình xóa cái video mình đi. rồi mình chèn cái mã sụt code của form liên hệ một này vào. tiếp theo ở dưới phần trigger này mình sẽ kích vào nút là Add New Trigger. Cái Trigger này là cái sự kiện mà để cái bóp mình nó hiển thị lên ha. Ở đây mình có Click Open là cái sự kiện này khi mà mình click vào một cái nút hoặc là một cái link ở trên website của mình thì cái bóp của mình nó sẽ hiển thị lên. Ở đây là Time Delay set Auto Open thì cái sự kiện này là khi mà mình truy cập vào website sau bao nhiêu thời gian thì nó sẽ hiển thị cái bóp của mình lên. Rồi, cái sự kiện thứ ba là form submission. Cái sự kiện này là khi mà mình gửi form thành công thì nó sẽ hiển thị lên cái bóp của mình. Bây giờ mình sẽ chọn cái sự kiện là time delay sẽ auto open để mình demo trước ha. Thì sự kiện này là khi mà mình truy cập vào website của mình sau một khoảng thời gian nó sẽ hiển thị cái bóp của mình lên. Rồi, mình chọn add. Thì ở đây nó hỏi mình thời gian delay để hiện cái bóp lên. Ở đây nó có 500 ms là nửa giây ha. Tức là khi mà website mình lock xong khoảng nửa giây sau là nó sẽ hiện cái bóp của mình lên ha. Ở đây mình có thể chọn lại thời gian bằng cách kéo thả ở đây ha. Hoặc là bấm vào nút cộng bên này hoặc là trừ bên này. Ở dưới này cái phần cookie name này. Tức là khi mà bóp mình đã hiển thị lên. Thì trên trình duyệt của mình nó sẽ ghi nhận là pop up đã hiển thị lên qua cái kỳ này. Đây tính năng này nó sẽ tránh trường hợp là khách hàng cứ F5 lại website thì nó hiển thị pop up lên thì rất là phiền phức cho khách hàng ha. Rồi, mình sẽ bấm vào S. Ở phía dưới này nó hỏi là khi nào mà mình ghi nhớ là cái pop up mình nó đã bật lên rồi á thì mình sẽ bấm vào S new cookie. Thì ở đây mình có các tác vụ là khi mà đóng pop up hoặc là khi pop up mở lên thì khi mà khách hàng mà đóng bóp thì mình mới ghi nhận á, thì mình chọn vào on bóp close ha thì ở đây mình sẽ chọn là on bóp open là khi mà bóp mở lên thì mình sẽ ghi nhận ha rồi mình chọn add rồi ở đây là tên cốc kỳ thì mình giữ nguyên ha ở đây gọi là thời gian sống của cốc kỳ tức là cốc kỳ nó được ghi nhận lưu trữ lại bao nhiêu ngày thì ở đây nó đang để là một tháng ha ở đây mình có thể là chỉnh lại là nhiều hơn ha, ví dụ 2 tháng, 3 tháng. Thì khi khách hàng truy cập vào website của mình thì pop up được hiển thị lên. Thì sau 3 tháng thì cái pop up đó nó mới được hiển thị lên lần nữa ha. Mình để lại thời gian là một tháng ha. Rồi tiếp theo mình qua cái phần advanced ha. Một này là user session code Key. Tức là khi mà mình tích vào đây thì khi mà khách hàng mà tắt trình duyệt web đi thì cái cốc này nó sẽ bị xóa nó không có tồn tại một tháng như mình cài đặt ở trên cái phần gallery này ha thì khi mà mình tích vào đây thì khách hàng truy cập vào website mình thì cái pop đó nó sẽ hiển thị lên khi mà khách tắt website đi khách hàng mở lại website mình thì nó vẫn hiển thị lên thì chỗ này mình sẽ để mặc định là không tích ha để tránh làm phi khách hàng nếu mà mình tích vào thì khi nào mà khách tắt trình duyệt khách vào lại á, thì nó cũng cứ hiển thị cái bóp mình lên thì khách hàng họ rất là phiền phức ha ở dưới này một là Cyber white cookie tức là cái bóp mình đang chọn ở trang chủ nhưng mà bây giờ mình chọn toàn trang luôn thì khách hàng truy cập lần đầu vào một giới thiệu thì nó sẽ hiển thị lên cái bóp của mình nhưng mà khách hàng lại vào cái trang chủ thì nó lại hiển thị lên cái bóp của mình nên ở chỗ này mình vẫn giữ mặc định ha tức là mình sẽ tích vào sideways cookie thì khi mà khách hàng có vào trang nào thì nó cũng sẽ ghi nhận là đảo vào ha rồi mình chọn update rồi tiếp theo mình qua cái mục là target ha thì cái mục target này ở đây nó sẽ hỏi mình là trang nào để hiển thị cái bóp ở đây mình sẽ chọn trang chủ mình chọn Homepage ha ở đây nó hỏi là disable this pop up on mobile david tức là mình sẽ không bật cái bóp này ở trên thiết bị mobile ha. Ở dưới này nó hỏi là disable git pop up on table David. Tức là ở đây mình sẽ không bật cái bóp này trên thiết bị là máy tính bảng ha. Mình sẽ qua cái phần là display. Thì cái phần display này nó hỏi vị trí mà hiển thị pop của mình. Thì ở đây nó có bốn vị trí ha. Mình chọn cái vị trí là canh giữa ha. Center pop up. Rồi mình qua cái tab Appearance ha. Thì ở đây mình sẽ chọn cái theme pop Ở đây mình sẽ chọn Lightbox ha. Lightbox là cái pop up mà xung quanh nó tối. À, chính giữa mình pop -up mình nó sẽ sáng lên. Ở đây mình qua có mục size. Ở đây mình chọn kích cỡ của pop up mình ha. Thì ở đây mình để auto ha. Rồi. Mình qua cái phần animation ha. Thì cái animation này là cái hiệu ứng hiển thị ha. Mình để mặc định thôi ha Mình qua cái phần suit là âm thanh ha Thì khi mà bóp hiển thị lên á Thì mình muốn có âm thanh á Thì mình chọn ở đây ha Ở đây mình không cần âm thanh Thì mình để non ha Rồi mình qua tiếp cái tab là position Ở đây là mình canh là vị trí canh giữa Mình để mặc định ha Rồi ở đây mình để mặc định luôn ha Rồi mình sẽ qua cái tab advanced Thì cái tab này Mình cũng để mặc định luôn ha rồi tiếp theo mình sẽ qua cái phần là lô Ở đây cái nút đóng của mình á, hiện tại là lô thì mình chọn lại nút ít ha Khi mà bấm vào nút lô á Ở đây nó để là 0 mili Mình bấm là tắt liền luôn ha Còn khi mà mình muốn bấm Mà chờ thời gian tắt thì mình tăng ở đây lên ha Hoặc là mình kéo cái này Ở đây mình để mặc định là 0 mili Mình bấm vào nút ít là nó sẽ đóng liền Rồi Mình qua cái phần form mission ha ở đây nếu mình tích vào đây thì khi mà mình gửi form á thì cái ốp của mình nó sẽ tự động đóng lại ha thì cái trường hợp này mình sẽ áp dụng ở sự kiện là up form ha thì bên phần athena Method này nó hỏi mình là click vào đâu để đóng ha ở đây nó sẽ hỏi là click vào cái lớp phủ ở bên ngoài là đóng ha mình tích vào ha hoặc là bấm nút esc để đóng thì mình cũng click vào ha rồi ở đây nó hỏi là bấm nút F4 để tắt cái bóp mình thì mình cũng kích vào thì mình kích vào ba cái này thì bóp mình nó sẽ đóng khi mà mình bấm nút ESC hoặc là bấm F4 hoặc là click vào cái màn hình tối bên ngoài rồi tiếp tục mình qua cái phần là van ha Ờ, tính năng ập qua này mình cũng để mặc định mình không thích ha rồi mình sẽ bấm đăng rồi mình tải lại trang để mình xem cái up của mình ha. Rồi cái up của mình đây. Cái phần này là cái phần bó up title ha. Khi mà nhập ở đây. Còn nếu mình không nhập là cái phần này nó sẽ ẩn đi ha. Ở dưới này là cái nội dung của con tắc 7 mình đã chèn ở phần nội dung này ha. Mình click vào cái màn hình tối ở ngoài này. Nó sẽ đóng cái bó up mình đi. Hoặc là bấm vào nút X ha thì cái pop up của mình nó sẽ ghi nhận là một tháng ha, tức là khi mà mình đã truy cập vào website á thì một tháng sau cái cookie name nó mới bị xóa thì cái pop up mình nó mới hiển thị lại ha. Nên bây giờ mình có tải lại trang thì nó cũng sẽ không hiển thị lên nữa ha. Rồi, tiếp theo mình qua cái phần là pop up click ha. Rồi, ở đây mình bấm vào create pop up để tạo một cái pop up click ha. Ở đây mình đặt tên là Bob Collect Cái phần Bob Title này mình cũng đặt tên là Form liên hệ ha Cái phần nội dung mình cũng chèn một cái form liên hệ bên công tắc form 7 qua ha Mình copy cái code của công tắc form 7 Mình sẽ bắt vào đây thì phần trigger bây giờ mình sẽ không chọn vào cái time delay này nữa mình sẽ chọn vào collect open ha mình sẽ chọn add thì trong phần Generate này nó yêu cầu mình nhập cái class hoặc là ID của cái nút mà khi mà mình click vào nó sẽ hiển thị lên bộ ấp. Thì ở đây mình sẽ tạo một cái class Long Thịnh Web ha. À, mình chú ý là cái class là có dấu chấm ở đèn trước ha. Còn ID của mình là dấu thăng ha. Ở đây mình tạo một cái class thì mình để dấu chấm. Cái copy name này nó sẽ ghi nhận bộ ấp mình nó đã bật rồi. Thì ở đây mình tích vào cái nút thì mình sẽ không cần cái copy name ha mình sẽ xóa đi mình kích vào nút x ở này ha phần advanced mình sẽ để mặc định ha rồi mình sẽ bấm vào add ở phần dưới này mình sẽ xóa dòng này đi ha thì ở dưới phần copy con trỏ này thì khi mà khách click vào nút thì nó cứ bật nên mình sẽ không ghi nhận là copy cho nó ha phần add copy new này mình sẽ không sử dụng ha rồi mình qua cái phần target Hiện tại tính năng của mình là click vào nút thì nó hiển thị pop lên. Nên cái phần target này mình sẽ không cài đặt ở trong này ha. Rồi, mình qua cái phần display. Thì cũng tương tự mình sẽ chọn bóp mình là canh giữa ha. Phần advent thì mình cũng chọn lay ha. Rồi, phần size thì mình chọn là auto ha. Phần animation thì mình sẽ mặc định. Phần sound là mình sẽ không chọn âm thanh ha phần ball position mình cũng lấy mặc định ha rồi tương tự phần advance mình cũng lấy mặc định thì qua cái mục glow chỗ glow test này mình chọn nút ít ha phần form submission mình cũng lấy mặc định cái phần uh, afternoon method này mình sẽ click vào ba cái này ha tức là bấm vào nút ESC hoặc là F4 hoặc là click vào cái màn tối thì nó sẽ đóng cái bóp mình đi ở phần advance mình cũng mặc định ha rồi mình sẽ bấm đăng. Thì sau khi mà tạo xong cái pop clip để hiển thị trong một cái bài viết hoặc là hiển thị trong một cái nút thì mình sẽ vào một cái trang để mình test ha. Thì mình sẽ vào một cái trang giới thiệu để mình thêm một cái nút ha. Rồi trang giới thiệu của mình đây. À, thì bây giờ mình sẽ thêm một cái nút ở đây. À, cái nút của mình tên là clip liên hệ ngay rồi ở đây mình sẽ tạo một cái nút tên là click liên hệ ngay ha rồi mình sẽ chọn thẻ a cho nó ha bằng cách kích vào cái đường dẫn này ha rồi mình sẽ bấm thăng ha mình qua cái tab văn bản ha rồi chỗ này rồi ở đây mình sẽ thêm một cái class để bật cái bộ up của mình lên ha thì cái tên class này là lúc nãy mình tạo bên cái pop clip này ở dưới này mình xem phần trigger ha ở đây nó có là extra extra ở chỗ này là cái class nào mình sẽ nhập vào khi mà muốn cái pop của mình hiển thị lên khi click vào nút ha rồi ở đây mình sẽ chọn là long thịnh web rồi mình chọn sao chép rồi qua bên này mình sẽ nhập cái tên class vào đây rồi mình để ý ha ở đây theo ao của mình mình thêm một cái class tên là long thịnh web ở đây có sẽ là class bằng giao nhai đôi Long Thịnh Web Rồi, giao nhai đôi để đóng ha Rồi cái phần href này là cái phần link mình có thể xóa đi ha Sau đó mình qua lại cái tab trực quan ha Rồi mình cập nhật lại Rồi, mình tải lại trang á Rồi mình qua mọc giới thiệu ha Ở đây nó sẽ có nút là click liên hệ ngay Mình click vào ha Thì nó sẽ hiển thị cái bóp cho mình thì mình muốn chèn cái bóp này ở vào bất kỳ nút nào thì mình sẽ thêm một cái class là long Thịnh web là cái class mà mình đã khai báo ở đây ha ở đây mình muốn thêm một cái class thật ID mới thì mình thêm dấu phẩy ha ở đây mình sẽ thêm tiếp là class liên hệ mình thêm cái class class liên hệ này nó cũng sẽ hiển thị bóp khi mình kích vào cái nút có cái class liên hệ này ở đây mình thêm cái class là class liên hệ thì những cái nút nào có cái class tên là click liên hệ thì nó cũng sẽ hiển thị cái bóp khi mà click vào ha đây mình click vào cái nút liên hệ ngay thì nó sẽ hiển thị bóp cho mình rồi sau khi mà mình nhập vào xong đó, thì mình bấm update ha thì ở đây nó sẽ hiển thị hai cái class cho mình mình sẽ chọn class nào cũng được ha thì tương tự cái phần Form Submission Thì cái sự kiện này Khi mà mình gửi cái form thành công Thì nó sẽ hiển thị lên cái bóp này của mình ha Thì hai cái bóp Mà hiển thị lần đầu vào website Và cái bóp Click nó sẽ khác nhau một chỗ là Cái cốc kê ghi nhận ha Thì khi truy cập vào web Bóp nó tự động hiển thị lên Thì mình sẽ ghi nhận lại Để tránh hiển thị nhiều lần Làm phiền khách hàng ha Còn cái bóp mà click open á thì mình sẽ không có ghi nhận cốc kỳ để khi mà người dùng click vào cái nút thì nó sẽ hiển thị lên luôn nếu mà mình ghi nhận cốc chỗ này thì khi mà khách hàng click vào một lần thì nó lại ghi nhận cốc thì mình click vào lần nữa thì nó sẽ không lên ha rồi video hướng dẫn tạo bóp đến đây là xong rồi ha nếu mà mình có thắc mắc hoặc là gặp vấn đề khi mà sử dụng thì để lại comment, Long sẽ hướng dẫn hỗ trợ ha nếu thấy video có ý nghĩa thì cho long một like một xe và một sub để ủng hộ mình ha cảm ơn bạn đã theo dõi hết video hẹn gặp lại bạn ở các video tiếp theo ha